Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12 sẽ ra quân kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng kiểm tra ở các điểm kinh doanh, thương mại trọng điểm. Một số điểm kinh doanh mua bán khu trung tâm thương mại trọng điểm, nơi thu hút đông đảo lượng người dân trong nước lẫn khách du lịch nước ngoài đến mua sắm, được cơ quan quản lý thị trường nhận định cũng là tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đợt cao điểm kiểm tra cuối năm, các điểm được tăng cường kiểm tra gồm trung tâm thương mại Sài Gòn Square, Lucky Plaza, chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Bình Tây trên các tuyến đường Cách Mạng tháng 8 thuộc quận 3, quận Tân Bình, Nguyễn Trãi thuộc quận 1, quận 5, 3 tháng 2 thuộc quận 10, quận 11, Bà Hom, tỉnh lộ 10, v.v.